Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong cõi nhân sinh, đạt đến kỳ hạn trăm năm đã là điều hiếm hoi, quý báu. Thường người ta chỉ dám chúc người già sống lâu trăm tuổi, vượt qua giới hạn ấy ngày nào là được hưởng thêm lộc trời ngày ấy. Thế nên con cháu của cụ bà Trịnh Thị Khương vô cùng hạnh phúc khi cụ đến nay gần tròn 119 tuổi, độ tuổi siêu hiếm không chỉ ở Việt Nam mà còn tính trên toàn thế giới. Theo những giấy tờ liên quan được cơ quan chức năng xác thực, cụ Trịnh Thị Khương sinh sống tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1905. Như vậy đến thời điểm này, cụ Khương đã bước sang tuổi 119. Theo kỷ lục Guinness thế giới, cụ Khương hiện nhiều hơn người đang nắm giữ kỷ lục cao tuổi nhất thế giới đến 2 tuổi. Hiện gia đình, chính quyền địa phương đang thực hiện các thủ tục liên quan để công nhận cụ Khương là người cao tuổi nhất thế giới. Từ năm 2014 trở về trước, cụ Khương khi đó đã 110 tuổi, vẫn đều đặn bắt xe đò từ Thanh Hóa một mình vào Đồng Nai thăm con cháu. Thường thì cụ ở chơi từ 3 đến 4 tháng rồi về quê sống cùng con trai lớn năm nay đã ngoài 88 tuổi. Năm 2014, cụ quyết định vào Đồng Nai ở hẳn cùng con gái thứ hai vì mẹ và con gái chăm nhau thuận tiện hơn. Từ đó mỗi năm cụ lại đón xe đò ra Thanh Hóa chơi vài tháng rồi lại vào. Nhưng từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, phần vì sức khỏe không tốt, phần vì con cháu cản do lo ngại cụ tuổi đã cao, đi lại mệt nhọc nên cụ Khương không thường xuyên về thăm quê như trước. Theo bà Đỗ Thị Ninh, mỗi tháng cụ Khương được nhận chế độ trợ cấp của nhà nước là 1,1 triệu đồng, riêng người chăm sóc cụ Khương là con gái thứ hai được nhà nước hỗ trợ 300.000 đồng một tháng. Bà Đỗ Thị Ninh năm nay đã 81 tuổi, là con gái thứ hai của cụ Khương và là người trực tiếp chăm sóc cụ. Bà Ninh cho hay, mẹ bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn tự ăn uống, sinh hoạt tự chủ. Tuy nhiên, để yên tâm, mỗi khi cụ Khương muốn đi lại, gia đình luôn có người theo sát để dìu. Riêng thức ăn phải nấu thành cháo nhừ để cụ dễ tiêu hóa. Cụ Khương được phục vụ ăn nhiều bữa trong ngày với khẩu phần được chia nhỏ. Để cụ không chán ăn mà bỏ bữa, bà Ninh cùng các con đổi món liên tục. Khi đến bữa ăn, con cháu cùng quây quần ngồi bên để tạo không khí vui tươi. Nhờ vậy mà mẹ tôi hay cười lắm. Thấy mẹ vui mình cũng cố gắng thật nhiều để chăm sóc mẹ, bà Ninh chia sẻ. Cũng theo bà Ninh, cha bà là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một mình mẹ bà phải vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc 7 người con. May mắn là tất cả bốn con trai, ba con gái trong nhà hiện đều khỏe mạnh. Người anh cả sinh năm 1936, còn em út ra đời khi mẹ bà đã gần 50 tuổi. Hiện cụ Khương có đến 150 con cháu chắt chút chít, may mắn là phần đông sinh sống tại Đồng Nai nên có nhiều dịp gặp nhau dù cụ Khương không nhớ được hết tên con cháu. Về phần mình, mỗi khi có khách đến thăm, cụ Khương luôn thay quần áo gọn gàng, ngồi cạnh mép giường để tiếp khách. Cụ Khương cho hay, cụ rất vui khi mọi người đến chơi và vui nhất là khi được quây quần với đại gia đình. Câu chuyện của cụ Khương gây được chú ý lớn trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì độ tuổi 119 quá hiếm hoi. Hiện tại, người lớn tuổi nhất thế giới được ghi nhận cuối năm 2023 là cụ bà Maria Brandard Moreira, sinh năm 1907. Cụ bà Moreira hiện đang sống tại Tây Ban Nha và được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là người cao tuổi nhất còn sống trên toàn cầu. Những ngày qua, thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi ngoài 70 ở Nghệ An đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân vật chính của đám cưới này là ông Nguyễn Ngọc Linh, 75 tuổi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng vợ là bà Phan Thị Lan, 70 tuổi. Ngày 25 tháng 2, vợ chồng ông Linh tổ chức đám cưới vàng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Gây xôn xao dư luận, hình ảnh đám cưới của cặp đôi U80 được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc phúc và ngưỡng mộ trước tình yêu của ông bà. Vợ chồng ông Linh không tham gia mạng xã hội, thông qua con cháu, ông bà biết chuyện mình đang nổi rần rần trên mạng. Để chuẩn bị cho đám cưới vàng, vợ chồng ông Linh cùng nhau đặt may lễ phục. Bà Lan chọn áo dài xanh, còn ông Linh mặc vest chỉnh tề. Ông Linh tự lên kế hoạch bỏ tiền tổ chức tiệc cưới, con cháu chỉ giúp đỡ hỗ trợ một số công việc nhỏ. Do con cháu, họ hàng và bạn bè hàng xóm tổng cộng hơn 300 người, nên ông Linh làm 30 mâm cổ, ông không đặt món của nhà hàng, mà dùng cây nhà lá vườn để đại khách. Ông Linh cho biết, chúng tôi dân quê, có gì đại đó. Tôi bảo con cháu làm thịt một con bê sữa 35 kg, một con lợn rừng hơn 5 kg, 40 con gà. Tất cả đều được đem nướng trên than hồng, rồi trải ra mâm đã lót lá chuối. Chúng tôi bày thêm vài chén nước chấm ở mỗi bàn. Thế là cổ bàn cũng tươm tất, bà con dự tiệc ăn uống vui vẻ. Ông Linh chỉ bỏ ra khoảng 40 triệu đồng đã có được lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới rình rang, không chỉ vậy ông còn thiết đãi con cháu, họ hàng xóm làng bữa ăn miễn phí. Ông bà nhất định không nhận phong bì, ông Linh cho rằng khoảng 90% khách mời là con cháu, họ hàng thì lấy tiền làm gì, mình đãi tiệc cưới để chung vui đâu phải kiếm tiền. Đặc biệt đám cưới vàng của vợ chồng ông Linh được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Trước cưới một ngày, ông Linh chở bà Lan về nhà ngoại. Hôm sau, ông cùng con cháu họ hàng đi trên 25 chiếc ô tô đến rước dâu. Bà Lan bẻn lẻn nắm tay chồng, bước lên xe hoa. Người mẹ 90 tuổi của bà Lan một lần nữa chúc phúc cho con gái tuổi 70. Đoàn xe rước dâu rời nhà gái về đến hôn trường. Ông Linh dắt tay vợ lên sân khấu trong tiếng hò reo, pháo giấy rợp trời. Họ cùng trao nhẫn các bánh kem rót rượu như một đám cưới thật sự. Được biết ông bà quyết tâm làm đám cưới vàng để bù đắp những năm tháng thiếu thốn, ông Linh bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn vui thích, ý tưởng tổ chức đám cưới vàng được ông Linh ấp ủ từ 6 tháng trước. Ông chia sẻ mong muốn này với vợ và nhận được sự nhất trí cao. Ngày xưa gia đình tôi từ nơi khác đến Nghĩa Đàn khai hoang, vợ tôi cũng theo bố mẹ đến đây lập nghiệp. Chúng tôi biết nhau và nảy sinh tình cảm, đến năm 1974 khi cất xong nhà tạm, chúng tôi tổ chức đám cưới trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ. Lễ cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 1974 âm lịch, trước sự chứng kiến của người thân và dân làng. Hôm đó chúng tôi không có lễ phục để mặc, sân khấu và phong màn dựng tạm bằng vách phơi lúa, rồi dùng chăn màn quay lại. Tiệc cưới đãi bà con bằng cơm đồn sắn không có tiếng nhạc sập sinh, dù vậy mọi người rất đoàn kết vui vẻ chúc phúc cho vợ chồng tôi, ông Linh kể. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024 dương lịch là tròn 50 năm ngày cưới của vợ chồng ông Linh. Hiện tại kinh tế gia đình ông Linh đã ổn định, 8 người con yên bề gia thất. Trước đám cưới vàng ông Linh đã đặt sẵn khách sạn cùng vợ hưởng tuần trăng mật ở cửa lò, gian khổ đã qua, con cái trưởng thành, đây là lúc ông bà tận hưởng tuổi già hạnh phúc. Thời gian qua tại khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện con bò sáu chân hai đuôi kỳ quái thu hút hàng nghìn người hiếu kỳ tới xem khi đến tham quan vãng cảnh tại suối cá thần qua quan sát gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi có tấm biển quảng bá hiện tượng lạ bò sáu chân hai đuôi tiếp đó bên trong khu nhà riêng chủ bò căng bạc dựng rạp phía trên có biển quảng bá quý khách tham quan hiện tượng lạ bò sáu chân bên suối cá Phía dưới gia chủ tổ chức làng đường và thu tiền vào xem bò, mỗi người nếu muốn vào xem bò phải bỏ 7.000 đồng. Bên cạnh người đàn ông thu tiền có hộp đựng tiền ghi hỗ trợ gia đình nuôi bò sáu chân 7.000 đồng một người. Phía trong là chú bò khá đặc biệt, ngoài vẻ hiền lành béo tốt, bên trên gù lưng bò có hai chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái. Đây là hiện tượng sinh học ít gặp rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò. Dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò hút nhưng thực tế chú rất hiền lành. Người lớn trẻ em đuôi nhau chụp ảnh cùng. Theo gia chủ, chú bò béo tốt này đã được 6 năm tuổi. Hàng ngày chú được gia đình chăm sóc cho ăn uống tắm rửa cẩn thận theo tìm hiểu chú bò này được đưa từ huyện bá thước xuống địa điểm du lịch này đã lâu chủ bò đã thuê địa điểm là nhà dân nằm bên trong khu du lịch suối cá cẩm lương để phục vụ du khách có người muốn mua lại chú bò trên với giá cao hơn nhiều lần bò bình thường nhưng chủ không bán ông đỗ ngọc hoàng giám đốc trung tâm văn hóa huyện cẩm thủy xác nhận các thông tin về chú bò được cho là kỳ lạ nói trên và cho biết thêm do đây là nhà dân và khu du lịch cũng đang cần thêm điểm nhấn, nên ban quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò. Gia đình cho thuê nhà và chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương. Ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn. Mới đây trong quá trình đi đánh bẫy chuột bị đứt tay, người đàn ông 53 tuổi trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, liền vặt nắm cỏ nhai rồi đắp lên vết đứt về nhà ông thấy vướng họng, đau rát họng, cảm giác có con vật ngọ ngoậy bên trong. Khi soi gương thì ông thấy một phần vật thể màu nâu đen động đậy, kèm theo biểu hiện khàn tiếng từng lúc, có lúc mất tiếng, có lúc ho khạc ra ít máu lẫn trong nước bọt nhưng không khó thở, không sốt, không buồn nôn nên không đến cơ sở y tế ngay. Tới ngày 20 tháng 2 do cảm thấy sức khỏe có vấn đề, ông D đã tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương khám và được phát hiện có dị vật là con đĩa trong cổ họng. Thạc sĩ bác sĩ Hà Mạnh Hùng, phó trưởng khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết đây là ca bệnh dị vật sống đường thở ít gặp. Tiến hành nội soi tai mũi họng, các bác sĩ phát hiện dị vật sống ở thanh quản. Khi dùng ánh sáng soi, dị vật chân bám chặt phía dưới hạ thanh môn gần khí quản. Sau khi tham khảo ý kiến từ khoa gây mê hồi sức, nếu tiến hành gây tê lấy dị vật còn sống ra ngoài sẽ khiến người bệnh dãy dụ, khó thở, khó thực hiện việc đưa dị vật ra. Thậm chí khả năng dị vật còn chui sâu xuống bên trong, do vậy các bác sĩ quyết định tiến hành gây mê bệnh nhân. Sau khi được chỉ định nhập viện, các bác sĩ tại khoa tai mũi họng đã phối hợp với kiếp gây mê hồi sức, thực hiện thủ thuật lấy dị vật sống thành công. Dị vật sau khi được lấy ra là một con đĩa suối, đang sống, có kích thước khoảng 6cm. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và xuất viện về với gia đình. Trước đó, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái cũng đã cấp thành công con địa sống ký sinh nhiều ngày trong khí quản của bệnh nhân nam 62 tuổi, người dân tộc Giao, trú tại xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Người đàn ông này đi rừng và uống nước suối. Những ngày sau đó, ông thường xuyên có biểu hiện ho ra máu khàn tiếng. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một con đĩa ngọ nguậy ở trong khí quản. Bác sĩ nội soi gấp con đĩa ra. Con đĩa dài hơn 5cm ở trong lòng khí quản của người đàn ông. Theo bác sĩ Hà Mạnh Hùng, bệnh nhân bị đĩa ký sinh trong cơ thể thường sống ở khu vực miền núi, vùng nông thôn hay sử dụng nước trong các khe suối, con mương, con đĩa khi mới chui vào cơ thể theo đường nước vào mũi họng thường có kích thước rất nhỏ nhưng khi vào cơ thể một thời gian ngắn chúng sẽ hút máu và phát triển rất nhanh vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước lá cây rau rừng không đảm bảo ở các khe suối con mương để uống sinh hoạt đề phòng các dị vật sống chui vào người khi có bất kỳ biểu hiện nào bất thường về sức khỏe người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế để được chẩn đoán đúng tránh nguy cơ để dị vật ký sinh trong cơ thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe